liền cho chị. Trời đất ơi. Dạ sao chị? Làm gì mà trốn tôi kỹ như vậy hả? Điện thoại không nghe máy là sao? Dạ chị thông cảm giúp em, nãy giờ thì em dẫn khách hàng của mình đi xem nhà với lại bàn giao á chị. Tôi quá tin tưởng cậu. Tôi không có kiểu mà kiểm tra kỹ. Mà sao mà sao vụ gì chị? Trời đất ơi chị ơi, vô nhận cái nhà một cái thôi em tá quả luôn. Ở được một thời gian ta nói hả, tường nó nứt nha. Xong rồi cái màu á tự nhiên xuống cấp, xong cái vợ chồng lục đục cãi lộn. Trời đất ơi. Đây, nè nè nè, mấy cái cây này cũng vậy nữa nè. Đó. Hôm bữa cũng làm nhà tôi có mấy cây này, tôi kêu tháo không chịu, nó là cái gì à? À, cái này là em làm để làm gì? Ăn chống trộm chị. Ờ, rồi cuối cùng ăn trộm nó đâu có leo được đó. Nó leo được bên không? Hà Trinh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Vi thực hiện, được phát sóng vào mỗi khung giờ 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 với sự tham gia của các khách mời, người trải nghiệm và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, cùng với sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề nghề kiến trúc cùng với tiến sĩ Tô Nhi A và khách mời đặc biệt trong chương trình nhé. Em chào chị Tô Nha. Xin chào Lưu Hà Trinh và rất vui được gặp lại quý vị khán giả của Một Giờ Hoán Đổi. Dạ, ngày hôm nay mình sẽ có một kiến trúc sư đến thăm mình. Wow. Và em nghĩ là chủ đề sẽ rất là thú vị. Tại vì để mà xây nên nhà đẹp hoặc là thiết kế một cái không gian phù hợp với nhu cầu của cả cảnh quan và cả người yêu cầu nữa thì vẫn phải có yếu tố kỹ thuật cân bằng với yếu tố nghệ thuật. Chị nghĩ sao về nghề kiến trúc sư? Mình tạm gọi nghề kiến trúc sư là một cái nghề vẽ nên nét đẹp cho cuộc sống. Bởi vì khi mà em xây dựng một cái công trình thì cái điều quan trọng ở đây không chỉ có mỗi cái việc là cái người chủ của công trình họ hưởng thụ cái công trình đó, mà cái công trình đó nó là một cái đối tượng trong một cái cảnh quan chung để nó tạo nên một cái cảnh quan nào đó. Ví dụ như chúng ta thường hay trầm trồ đi đến một cái khu nào đấy thì rõ ràng là cái nhà đó nó đẹp thì nó làm cho cái khu đó nó đẹp. Cái cảnh quan đó nó được tạo nên bởi từng cái đối tượng tham gia. Như vậy thì nó không chỉ đơn thuần đó là bởi vì tôi là chủ căn nhà cho nên là tôi là cái người duy nhất hưởng thụ cái nét đẹp lao động mà một người kiến trúc sư mang lại, mà còn là cái câu chuyện là tất cả chúng ta khi đi ra ngoài phố, chúng ta đi đến cái khu vực này, khu vực nọ, chúng ta đều để ý đến cái kiến trúc của từng cái khu vực đó. Và rõ ràng các quốc gia trên thế giới cũng đã ghi danh của mình vào danh sách những cái điểm nên đến đều nhờ vào những cái công trình kiến trúc mà họ đang có. Như vậy thì vai trò của kiến trúc sư ở đây, chị nghĩ rằng là cái gọi là sao ta, cái hình ảnh xã hội của họ đó, nó là một trong những cái hình ảnh rất là quan trọng. Rõ ràng đó là trách nhiệm. Vậy người sẽ giữ trách nhiệm trong ngày hôm nay chia sẻ về nghề kiến trúc sư sẽ lại còn đặc biệt hơn nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng làm quen với khách mời của chương trình Kiến trúc sư Lạc Việt. Chào anh. Dạ, chào anh, em mời anh ngồi ạ. Xin chào quý khán giả của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Và xin chào MC Lưu Hà Trinh. Và rất là hân hạnh cùng với chị Tô Nhi A cũng như là Lưu Hà Trinh, chúng ta cùng tham gia vào chương trình của ngày hôm nay. Wow, rất là nghệ thuật nghe. Mái tóc của anh rồi cái bộ vest với cái màu khá là đặc biệt. Cái này là phong cách thường ngày của mình luôn hả anh Việt? Cái này là một bộ đồ mà bình thường thỉnh thoảng Việt vẫn mặc. Tại vì thật sự thì kiến trúc sư nó là một cái nghề gọi là nó khá là đa dạng và phong phú. Thành ra là có nhiều khi Trinh sẽ gặp kiến trúc sư cái khi mà người ta họ ra công trường tiếp xúc với thợ thầy thì họ sẽ có một cái hình ảnh khác. Tại vì thông thường thì mọi người đều có thích cái sự hòa đồng, tương đồng với nhau. Thành ra khi mà ta ra công trình thì ta hiểu người thợ, ta có tính chất như một người thợ thì mình sẽ nói chuyện với nhau rất là dễ, rất là dễ hiểu, rất là dễ nói chuyện với nhau, rất là dễ thông cảm với nhau và làm sao để đạt được điều mình mong muốn. Anh có thể chia sẻ thêm quý vị khán giả suy nghĩ của mình về khách mời ngày hôm nay khi mà bạn ấy rất can đảm, dùng cái sự can đảm của mình để tham gia Một Giờ Hoán Đổi và đó là một nghề không hề dễ dàng với những tay mơ. Việc nghĩ rằng đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị của Việt cho ngày hôm nay để mà mình lắng nghe thử là những người bình thường sẽ suy nghĩ về ngành kiến trúc như thế nào. Và nếu như có những đồng điệu với lại mình thì đó là những cái điều rất là đáng hoan nghênh. Thì mình nghĩ đó là sẽ là một cái trải nghiệm rất là vui cho cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Thì thật sự thì cái ngành kiến trúc của tụi Việt nó phải học rất là nhiều. Trước khi anh chạy, anh phải tập đi, anh đi cho chắc đã. Và trong cái ngành kiến trúc thì cái thời mà sinh viên tụi mình thích nhất là được đi nghe những anh chị đàn anh cái ngày mà bảo vệ đồ án. Thì thật sự là cái ngành kiến trúc nó cần luôn một cái yếu tố tâm lý. Thành ra là các thầy chấm bài, các thầy nói rằng là ngành kiến trúc không phải vẻ đẹp không đâu. Phải trình bày được ý đồ và phải thuyết phục được
chủ đầu tư là mình đang làm điều gì, điều đó mang tới cái lợi ích gì cho chủ đầu tư, cái hay ho, cái thơm thảo trong đồ án đó là cái gì, thì chúng ta mới đi được đến cái đích cuối cùng. Thành ra phải nói rằng nó là cái nghề nó khá là dài. Rồi đến khi chúng ta đi làm thì rút sư phải gọi là vẽ triển khai để hiểu. Thì trong một cái công ty á, thì là sẽ có những cái kiến trúc sư vẽ triển khai và trong vòng là 5 năm thì anh mới có chứng chỉ hành nghề. Và có chứng chỉ hành nghề khi nào là trong cái quá trình vẽ triển khai đó thì mình sẽ đứng tên chung với những cái người mà kiến trúc sư chủ trì. Họ cho mình đứng tên và bao nhiêu cái công trình được đứng tên đó, rồi cùng đi sách cặp, sách giỏ, cùng đi bảo vệ đồ án với chủ đầu tư chủ trì để mà mình học hỏi, thì mình sẽ có được cái bản chứng chỉ hành nghề. Có cái chứng chỉ hành nghề đó rồi thì lúc đó là chúng ta có thể là bước trên đôi chân của mình. Vậy tôi nghe đã sẵn sàng chưa? Anh vì gánh vui, nhưng mà chị thì chị lo. Chị không lo cho khách mời nha, chị không có lo cho nhân vật trải nghiệm nha, chị lo cho nghề kiến trúc. Tại vì nhìn ở góc độ tâm lý học nghề nghiệp và cùng với cái chia sẻ của anh Việt nãy giờ, các bạn sẽ thấy rằng là để các bạn được gọi là một kiến trúc sư á, nó là một cái hành trình rất là dài. Và cái dài này không chỉ dài về thời gian đâu, không có nghĩa là sống lâu rồi tự nhiên mình giỏi, mà là trong những năm tháng đó bạn phải được trải nghiệm cái gì. Dạ. Thì bây giờ chị đang lo là chúng ta có một giờ đồng hồ, chúng ta có một vài những thử thách. Có thể nhân vật của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là xuất sắc, vượt qua được hết những cái thử thách đó, nhưng đó chắc chắn một điều không thể là một cái chân dung toàn cảnh về nghề kiến trúc. Đó là cái câu chuyện mà các bạn phải trải qua từng cái quá trình nhỏ để góp nhặt một cái hành trang lớn về chuyên môn. Các bạn còn phải có một cái hệ thống, những cái kiến thức của những cái ngành khoa học, gọi là khoa học bổ trợ cho cái công việc. Ví dụ như là bạn phải hiểu về tâm lý khách hàng, giống như anh Việt nói. Thực ra với tất cả những kiến trúc sư nói riêng và những cái ngành về sáng tạo nói chung á, thì bạn có bao nhiêu ý tưởng cũng vô nghĩa nếu như ý tưởng của bạn nó không trở thành hiện thực. Bạn có bao nhiêu bản vẽ đi chăng nữa, chuyện đó là chuyện cần. Nhưng mà nếu như cả đời bạn không có bản vẽ nào mà nó được dựng lên thành một công trình, thì đó là một cái điều đau khổ đối với một người làm kiến trúc. Như vậy thì làm sao để nó dựng lên được thành một công trình thì nó lại thuộc về chủ đầu tư và người sử dụng công trình. Vậy thì bây giờ xây nhà cho Lưu Hà Trinh thì phải thuyết trình kiểu gì? Thì phải nắm bắt được tâm lý của Lưu Hà Trinh, của một cái người có lối sống như thế này, có một cái tư duy như thế này, có một cái phong nền văn hóa như thế này. Nhưng cũng cái công trình đó mà bây giờ tôi muốn đi thuyết phục bà Nhi A, thì bây giờ tôi phải coi cái gu của bà Nhi A như thế nào. Vậy thì một giờ liệu chúng ta có phát họa được hết cái chân dung nghề nghiệp hay không? Thật sự một giờ nó sẽ là quá khó. Mà việc phải công nhận rằng là Tô Nhi A là một cái người nắm bắt về cái ngành nghề kiến trúc khá là thấu đáo. Đầu tiên thì việc phải nói rằng là đúng là cái sản phẩm của kiến trúc sư cuối cùng đó là cái sản phẩm hình thành mà và con người chịu trách nhiệm và ở trong đó, chịu trách nhiệm với chủ đầu tư, chịu trách nhiệm với xã hội, và đó là cái điều cuối cùng mà kiến trúc sư muốn đạt được. Và để đạt được cái quá trình đó thì cái quá trình mà gọi là trui rèn để mà nó làm được cái điều đó thì nó quá lâu. Thậm chí có những người mộng mơ bay bổng đó thì thích bay bổng, thích công trình mình rang sản phẩm thực tế ngay, nhưng mà lại phải đi vẽ triển khai hết 5 năm. Thông thường thì cái ngôn từ của người thợ đó thì nó khác với lại cái ngôn từ của người làm văn phòng. Đúng rồi. Thì kiến trúc sư thì nhiều khi rất là mong manh, dễ vỡ. Ông đi ra ngoài công trường xong mới gọi là gây lộn với mấy ông thầu xong, không đúng trình tự, chủ đầu tư nó đang la, thì mình là đang mong manh, dễ vỡ, đang mong manh, anh em đề xuất cái này được không? Ông nạt cho một phát vào trong mặt là nhiều khi là muốn bỏ nghề luôn. Có nhiều bạn là gãy gánh ngay từ cái bước mà ngồi vẽ, mà vẽ triển khai. Chứ đừng có nói là tới khi mà gặp. Đúng. Xin cảm ơn kiến trúc sư Lạc Việt và xin cảm ơn chị Tô Nhi A. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng gặp gỡ khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay sẽ tham gia thử thách một giờ hoán đổi, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn sau ít phút nghỉ giải lao. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chuyên mục Góc nhìn, và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng làm quen với nhân vật khách mời, bạn Nguyễn Minh. Hi, xin chào tất cả mọi người, và mình là Nguyễn Minh. Thì hiện tại mình đang là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, và bên cạnh đó thì mình còn theo đuổi công việc của một người dẫn chương trình. Mình đến từ Đồng Tháp nhưng mà hiện tại thì học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 5 năm rồi. Và mình biết rằng để trở thành một người kiến trúc sư thì đòi hỏi sự sáng tạo, sự kiên trì, và bên cạnh đó thì phải vẻ đẹp nữa. Và hiện nay thì khi mà nhịp sống nó vội vã hơn thì đây là một cái nghề khá là hot cho các bạn trẻ, khi mà mang đến một cái nguồn thu nhập khá là cao.
Vì vậy mà Minh muốn tham gia vào chương trình Một Giờ Hoán Đổi để mà mình hiểu hơn về công việc này, để mình có thể trải nghiệm được những cái thuận lợi cũng như là những khó khăn của nghề, từ đó có thêm kinh nghiệm sống. Và đó là lý do mà mình đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Đó là chân dung của bạn Nguyễn Minh, một bạn trẻ rất giàu năng lượng cho nghề kiến trúc. Anh Lạc Việt nghĩ như thế nào về hai yếu tố mà bạn vừa đề cập, đó là nhiều tiền và sự sáng tạo? Việc xin đảo ngược lại đi, là Việt nghĩ rằng là cái sự sáng tạo là cái điều rất là cần với một kiến trúc sư. Tại vì trong sự sáng tạo đó thì nó làm cho cuộc sống thú vị, và trong sự sáng tạo đó thì chúng ta mới tô vẽ làm cho xã hội phát triển lên, và nhờ đó người ta mới thấy cái bộ mặt của xã hội nó phát triển. Và yếu tố thứ hai là quay ngược trở lại là nó là nhiều tiền. Thì thông thường kiến trúc sư lại là cái người mà khá là ôm đồm, vì kiến trúc sư nó giống như là một cái người nhạc trưởng đó, có nghĩa là cần phải biết nhiều thứ, cần phải có văn hóa sống. Có nghĩa là kiến trúc sư không những là gọi là cái khi mà mình gặp chủ đầu tư đó, thì để mà ví dụ như là việc giả sử là trong những cái công trình nhỏ tới công trình lớn nó rất là đa dạng. Ví dụ như là công trình về công nghiệp, công trình về nhà ở, thì bây giờ việc chỉ nói nôm na một cái mà để chúng ta dễ hình dung nhất, đó là chẳng hạn như là kiến trúc sư gặp để mà thiết kế một cái căn nhà đi, hay là một cái căn hộ đi, nhưng mà trong cái căn hộ thì nó phải có chăn âm, phải có là thói quen, có nghĩa là mình phải biết về âm nhạc, mình phải biết về văn học, mình phải biết về cây xanh, để mình làm sao để nó thành một cái môi trường mà cái người ở trong đó sẽ được phát triển hoàn thiện nhất cho bản thân họ và cho con cái của họ. Và khi mà chúng ta ôm đồm nhiều như vậy đó, thì nhiều khi là chúng ta là phải học rất là nhiều thứ, học chăn âm, học nghe nhạc, rồi thậm chí là học chơi. Học chơi ở đây là ví dụ như là nhiều khi là bàn luận rất là nhiều về cơ khí, về xe cộ vân vân. Tại vì cái đối tượng mà chúng ta phục vụ đó thì nó rất là mênh mông. Thành ra là thông thường thì là kiến trúc sư gọi là việc nghĩ là nhiều tài lẻ. Và có thể là cái khi mà có nhiều tài lẻ và khi mà chúng ta còn kiếm tiền bằng cái sức của chúng ta đưa ra, chứ không phải bằng đầu tư, thì có thể là chúng ta có đủ để xài hoặc là có đồng ra đồng vô. Nhưng mà nói mà để mà nhiều tiền hoặc là giàu có thì mình nghĩ rằng là cái việc này nó phải dành cho gọi là cái lúc mà chúng ta về hưu rồi đó. Chúng ta ngừng nghỉ rồi đó, chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ xoay qua chúng ta là làm nhà đầu tư. Nhưng mà chắc chắn một điều với những người mộng tưởng kia ơi, là kiến trúc sư không có giàu lắm đâu. Vậy cơm áo không đùa với khách thơ là có thật rồi. Thế để làm sao mà chúng ta biết được là Một Giờ Hoán Đổi này có phù hợp với bạn hay không á, thì chắc là phải mời quý vị cùng chị Tô Nhi A sẽ xem xét. Sau đó đặc biệt là tiến sĩ Tô Nhi A sẽ cùng với quý vị phân tích bạn ấy đã thích nghi tốt hoặc là đã có những cú sốc nào trong thử thách này nhé. Xin mời mọi người cùng đến với thử thách Một Giờ Hoán Đổi. Tới chưa em? Dạ tới nè chị, đây là nhà mà từ cái bản vẽ hôm trước em cho chị xem mà mình thiết kế ra nè chị. Trời ơi, cái cổng đẹp quá em ơi. Đẹp không chị? Đẹp. Xây liền chị ơi. Chị cảm giác là cái nhà này là dành cho chị luôn á. Dạ đúng rồi, em thiết kế dành cho chị á. Chị cái gì cũng được hết. Nhưng mà tiền hơi cao nha. Để mình xem lại, nhưng mà em thấy là những cái chi tiết trong đó em tính nó khá là kỹ rồi đó chị. Kỹ đâu, chị thấy phải thêm nhiều chỗ. Căn nhà của chị á, chị không muốn đi bằng gạch vậy đâu. Chị muốn đi cái kiểu như là có đồng lúa này nọ đó, để chị đi xa, chị trượt ba te vô nhà. Chị cảm giác là chị trở về tuổi thơ. Chị thích cái mảng xanh đúng không chị? Đúng, mảng xanh cho chị. Mà kiểu mà cũng không được có xanh lắm em, xanh vừa vừa thôi. Xanh sao chị? Xanh mang mát, biên biển thôi. Và bây giờ nữa về mình sẽ xem cái bản vẽ mình chỉnh lại. Còn được con nữa, ví dụ mà nhà chị nha, chị muốn ok căn nhà bình thường thì được rồi nè. Mà chị muốn có một cái kiểu như là cái máng. Cái gì? Cái xà lan á. Không phải. Cái gì mà cho cái xà lan đậu vô hoặc là máy bay đáp xuống. Cái đó đó, chị thích cái đó đó. Cái gì chị? Cái đó là cái gì? Ai biết, chị đâu có biết đâu, cái đó cái ngành của em. Sao mà vừa có xà lan, vừa có máy bay, sao đậu được không vậy? Phải, ý chị là một cái gì đó nó chìa ra, y như Bitexco, chị thích cái gì đó chìa ra. À, một cái máy chìa ra để mà mình có thể ngồi để mình chill đúng không chị? Không, chị không muốn chill, chị muốn máy bay đáp xuống đó nhà chị. Thích vậy đó. Cái đó thì nó hơi khó, tại vì bên kiến trúc sư của em thì nó sẽ không đáp ứng được những cái công trình như vậy chị. Không, tại vì cái bản vẽ hôm trước mình xem thì đây là cái căn nhà mà từ cái bản vẽ đó em đưa ra thực tế. Nhưng mà chị cũng không thích lắm trong căn nhà của chị mà. Em kêu là cái số tiền đó, nhưng mà cái nhà chị thấy đơn giản quá. Chị muốn có một cái sân gốc. Sân gốc thì mình đòi hỏi diện tích nhiều hơn rất là nhiều chị. Không được, chị thích cái nhỏ nhỏ thôi gốc. Chị muốn đánh từ lầu 3 xuống lầu 1. Chị đánh gốc, đánh vậy đó. Chị gặp khó nha. Bất kể một yêu cầu nào cũng là yêu cầu chính đáng đúng không anh? À, tại vì kiến trúc sư sẽ đóng vai trò như là một người bác sĩ, bắt mạch cho bệnh nhân. Thành ra là nếu mà để chủ đầu tư
đưa ra những cái ý kiến của mình và bắt là kiến trúc sư phải đi theo. Có nghĩa là lúc đó là kiến trúc sư phải học việc lại cái việc thiết kế từ chủ đầu tư là không thể. À, thành ra là trong ngành thiết kế có những điều chúng ta gọi là cùng hợp tác, cùng bàn luận, cùng thảo luận và phân tích để có cái chọn lựa hợp lý nhất. Chứ không có nghĩa rằng chủ đầu tư muốn là chúng ta phải làm theo ý họ. Hả? Căn nhà này chị không thích mái ngói, chị thích mái tôn. Chị thích bạn... ở nóng như vậy á. Thả này mẹ mình hôm trước là mái ngói á chị. Không thích, lật ra lấy mái tôn gắn cho chị. Cái mái ngói của mình á, nó giúp cho cái nhà ngôi nhà của mình nó mát hơn nè. Cái tôn á thì nó sẽ cái tuổi thọ nó thấp hơn và nó nóng nữa. Nên là cái mái ngói như thế này thì em thiết kế nó đảm bảo cái tuổi thọ nè về cái độ mát của căn nhà của mình nữa. Vậy thì được, em nói cũng hợp lý, vậy thôi vẫn giữ đừng lật mái chị. Nhưng mà chị cũng muốn một phần là nhà chị có 9 cái toilet đi. 9 cái toilet, thích số 9 nha. Dạ thích số 9 thì mình lên tiền thêm nhân 9 lên hả chị? Được không chị? Đầu á, chị đã nói em rồi, chị bị rối loạn tiền tình về tiền. Bình tĩnh chị ơi. Đừng có nhắc cái gì mà lên giá vậy đây, chị không thể nào chấp nhận được, em hiểu không? Tiền nào của nấy chị ơi, ông bà ta có câu đó mà. Biết là như vậy nhưng mà em phải chịu chị. Chị giờ trong tay rất là nhiều mối nhỏ, em hiểu không? Làm bị đuổi việc luôn á. Là đây tới cuối năm là vợ con thôi, em nhà đó luôn chị. Thôi em kỳ quá. Nói gì em đâu có chịu chị đâu. Thôi người ta là đi kiếm kiến trúc sư để làm gì, để kêu gì làm đó. Thích cái này là phải tư vấn sao cho đàng hoàng. Thôi thôi, mốt làm của em nữa. Ủa chị, cảm ơn. Chị. Thôi khỏi à. Ủa chào chị. Ừ cưng. Chị... Dạ sao chị ơi? Ủa? Ủa lộn nhà hả ta? Không, nhà mình đó chị. Ủa cái nhà này là cái nhà em tính bàn giao chị đây á hả? Dạ đúng rồi. Ủa em có nhầm lẫn gì không em? Sao có vấn đề gì vậy chị? Ủa không phải nha, cái lúc mà chị hợp đồng với em đó, khi mà làm cái nhà cho chị đó thì chị đâu có kêu em là thiết kế cái gì đây nè. À đây là cái hộp điện cái hộp điện mà em để bên ngoài nó sẽ có một cái nắp đậy lại nữa. Không em vấn đề em hiểu không, nhà của mình thì đang rất là đẹp. Dạ. Đang rất là sang trọng mà tự nhiên em để cái hộp điện ở đây không có thẩm mỹ một chút nào hết. Chưa hết nữa đây, em coi đã hộp điện rồi mà còn lòi ba cái dây nhựa tùm lum. Chị kêu em sao? Chị kêu em á là làm cho chị, làm thiết kế mảng xanh cho chị. Em không thiết kế mảng xanh, làm thiết kế mảng điện là sao em? Rồi rồi, trước tiên xin lỗi chị, thì cái này mai mốt mình sẽ có một cái nắp đậy lại và mình trang trí bên ngoài khá là đẹp. Nó khá là sang ngôi nhà của mình. Trang trí là trang trí sao? Tức là mình nữa sẽ mình có một cái hộp đậy lại và mình sẽ làm ở đây một cái chậu hoa hoặc là một cái bình cây cũng được chị. Cái dây này nữa thì em sẽ ẩn vào trong nên là chị yên tâm. Cái vấn đề này em sẽ cho kỹ thuật làm lại. Cái đó nó chống chế lắm em. Cái gì mà nó đã làm lại thì nó rất là chống chế, em hiểu không? Đó chưa hết nữa. Đây chị kêu em thiết kế mảng xanh cho chị. Xanh đâu xanh, dạ, xanh chưa thấy. Chị, cái cây này xanh rồi. Không, chị thấy xanh là có nhưng mà mặt chị nó đang xanh chành nè. Là chúng ta có quyền từ chối nếu là không có hợp phong cách hoặc là không có hợp với nhu cầu thẩm mỹ của mình. Đầu tiên thì cái khi mà chúng ta làm thiết kế đó là nó sẽ có một cái bước rất là dài. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải gặp với nhau. Chúng ta phải coi thử là cái điều mong muốn của chủ đầu tư nó là cái gì. Và chúng ta phải định hình luôn là cái lối kiến trúc mà chúng ta theo đuổi nó là cái gì. Thì thông thường cái cách làm việc của Việt là Việt sẽ nói chủ đầu tư là ABC gì đó là cứ đưa ra hết. Thì mình sẽ phân tích với họ là bây giờ mình đã thống nhất với nhau, mình chọn lối thiết kế đó thì sẽ có những thứ bỏ vô được và có những thứ không thể bỏ vô được. Chủ đầu tư cứ xô ra hết, tôi thích cái gì đó, nhưng mà cái gì chúng ta sẽ sử dụng được vì lý do gì, và cái gì chúng ta không bỏ vào được vì lý do gì. Và khi chúng ta có một cái cách làm việc khúc chiết như vậy thì chúng ta gần như trở thành bạn thân của chủ đầu tư luôn, rất là vui. Chị thấy là nhìn thấy nó cao cái cửa của mình hơn, đúng không ạ? Nên là đó là em thiết kế thì nó sẽ có những cái mục đích như vậy. Không, chị thấy rất là nguy hiểm nha em. Trời ơi, cái này là giống như để làm cho chị tưởng tượng tới một cái câu mà ông bà ta thì ngày xưa ta thường nói là vợ quýt dày có móng tay nhọn đó. Sao những cái chị? Nhọn nhọn nó dễ làm cho vợ chồng dễ đâm nhau lắm, chị hiểu không? Không, cái này là các bạn trẻ bình thường mình không ảnh hưởng đến những vấn đề đó chị ơi. Không không, nói chung chị không có thích, em làm lại giùm chị. Thì bây giờ thì cái bản vẽ hôm trước mình đã thống nhất như vậy rồi, nếu mà làm lại thì chắc là phải thêm chi phí chị ơi. Thôi, em giỡn như chị hoài, em giỡn như chị ở chi phí gì ở đây em. Trong khi ví dụ như lúc mà em làm hợp đồng với chị thì em có nói là ví dụ như chị không thích cái gì thì chị có thể nói với em có thể hỗ trợ cho chị. Ở đâu ra mà tự nhiên bây giờ em lòi thêm chi phí với chị được em? Tại không vì được vậy. Những như là những cái vật liệu này thì em đã làm xong hết rồi và tốn khá là nhiều chi phí rồi. Nếu mà bây giờ tháo ra làm lại thì bắt buộc mình phải bổ sung thêm vật liệu nè. Rồi nên là những cái chi phí nó sẽ bị đội lên cái đó, chị. Cái đó chị đâu có biết được. Chị không? Thương em thì chị thông cảm giúp em chỗ đó. Trời chi phí thêm. Chị thương chồng chị chứ chị thương em, chồng chị quýnh gì chết à. Em rất là tâm huyết với cái công trình này để bàn giao cho chị, từ cái vật liệu em cũng chọn cái loại tốt nhất. Nên là vấn đề là chị biết em tâm huyết rồi nhưng mà chị nhìn nhà chị là chị muốn thổ huyết đó. Bây giờ như vậy nè, chỉ là chị nói cho em nghe, chị đã nói với em sao?
em hãy nhìn chủ, em hãy nhìn cái người chủ sao rồi em làm cái nhà nó y chang như vậy. Em nhìn kỹ lắm á chị. Chủ ngon quá mà em, chủ đẹp quá mà. Làm sao nhà gì kỳ vậy? Em thấy nhà em đẹp giống chị luôn á. Đó, đấy chị thấy đẹp không ạ? Em đừng có lẻo lự với chị, em đừng có nghĩ là em nói như vậy là em sẽ làm cho chị vui lòng, chị sẽ không vui lòng đâu. Nói chung nếu như mà em không fit nè, em coi đi. Trời đất ơi, nhà mà để như vậy, chị không có chấp nhận được luôn á nha. Nếu như mà em không fit lại á, chị đảm bảo với em luôn, chị hứa với em luôn. Chị không lấy cái nhà này. Dạ rồi, em sẽ điều chỉnh lại cái phần chia điện của mình. Chị không chị biết lấy sao cái nhà em này. Nhìn chị mà em trồng cái nhà cái cửa nhà đó chị. Làm liền cho chị. Trời đất ơi. Dạ sao chị? Làm gì mà trốn tôi kỹ như vậy hả? Điện thoại không nghe máy là sao? Tôi nói thiệt á, bữa nay tôi lên công ty á, tôi hả phải kiếm mà phải nói dữ lắm người ta mới nói là cậu đang ở đây. Dạ chị thông cảm giúp em, nãy giờ thì em dẫn khách hàng của mình đi xem nhà với lại bàn giao á chị. Ủa, bàn giao nhà hả? Dạ. Nhà này nhà của chị hả? À, đáng lẽ là nhà của tôi đó, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì chưa muốn lấy nhà lắm. Chị làm vậy là chính xác. Ủa sao vậy? Không chị, nên lấy. Có chuyện gì mình sẽ về công ty mình nói chuyện với chị. Ủa sao lại phải về công ty? Đúng tôi vậy. Về công ty á cái là cậu lát đi ra cậu chạy mất tiêu, lần nào cũng vậy hết. Lên đến công ty cái là cậu nói hai chị ơi, chị ở sẽ có bạn ở đây để tiếp chị, rồi cái cậu đi mất tiêu. Mà trong khi đó cậu là người á là bàn giao cái nhà cho tôi, mà tôi quá tin tưởng cậu, tôi không có kiểu mà kiểm tra kỹ. Mà sao mà sao vụ gì chị? Trời đất ơi chị ơi, vô nhận cái nhà một cái hả em tá quả luôn. Ở được một thời gian ta nói hả tường nó nứt nha, xong rồi cái màu á tự nhiên xuống cấp. Giống như hồi lúc đầu á, bạn này nói em nè, à dạ chị ơi, tại vì trong cái bản vẽ cái màu của mình với cái màu thực tế ở ngoài nó sẽ hơi sơ xích nhẹ. Nói chị vậy luôn đúng không? Đúng rồi. À không có nhẹ đâu chị, rất nặng, không hề nhẹ. Sau đó về nha, xong cái vợ chồng lục đục cãi lộn. Đất ơi. Đây, nè, mấy cái cây này cũng vậy nữa nè. Đó, hôm bữa cũng làm nhà tôi có mấy cái cây này, tôi kêu tháo không chịu, nói là cái gì à, cái này là em làm để làm gì? Ăn chống trộm chị. Ờ, rồi cuối cùng ăn trộm nó đâu leo được đó. Nó leo được bên hông. Dạ. Đúng không? Rồi anh giải thích làm sao? Đó. Bây giờ thì đi. Cái vấn đề nhà của mình nên là em sẽ đến đó xem cùng với chị để có nhận gặp cái vấn đề gì. À, nếu mà trong phạm vi của em thì em sẽ hỗ trợ chị giải quyết. Còn nếu mà nó nằm ngoài cái phạm vi hoặc là ngoài cái bản vẽ và khi mà em bàn giao nhà em có nói kỹ với chị thì cái đó thì mong chị chúng ta sẽ có những cách giải quyết tiếp theo. Giải quyết gì lần nào cũng nói y câu vậy, xong rồi cái tới nơi cái nói à chị ơi cái này là không phải lỗi bên tụi em, cái này là làm sửa lại là bên chị phải cố gắng giùm cho em chi phí đầu tiền thêm. Đúng không? Đầu tiền thêm đúng không? Dạ, hồi nãy y chang tôi vậy nè. Vật tư lên nè, vận chuyển lên nè, em đi tới nhà chị cũng lên tiền xăng nè, chị phải hiểu với thông cảm giúp em chứ chị. Ủa cái đó tôi đâu có quan tâm. Trời ơi, cậu giao nhà cho tôi gọi là có đưa đầy đủ hết rồi. Tại vì cậu làm không đúng, cho nên là bây giờ cậu phải chịu. Chứ tự nhiên bây giờ cậu bắt tôi phải bỏ ra thêm nữa, sao mà ai chịu được. Rồi, thì bây giờ đúng thì rồi. Mình cứ căn cứ vào cái bản vẽ, cái hợp đồng của mình. Nếu mà cái vấn đề nó là trách nhiệm của em thì em sẽ cùng với công ty tìm cách giải quyết. Còn nếu mà nó không nằm trong phạm vi thì chắc là mình sẽ có những cái kế hoạch tiếp theo để mà mình giải quyết khắc phục những vấn đề đó chị. Thôi, theo tôi thấy nha, tôi nói thiệt nha, vấn đề của chị với nhà của chị giải quyết sao tôi không biết, nhưng mà nếu mà tôi nè, bản thân tôi nè, bây giờ chính xác cái nhà này nè là đính bàn giao cho tôi đúng không? Dạ. Quỷ nha, tôi không nhận. Đúng rồi đó. Sao vậy chị? Mình về mình ở một cái nhà của mình là mình phải vui vẻ đúng không bực em? Mình. Đó, mà về nhà ở cái nhà bực mình là chị không lấy nhà. Với lại á, không, chị nói cho em biết nha. Chị là nãy giờ chị để ý, em á là em chỉ biết chống chế thôi. Trong khi đó em không chịu giải quyết những vấn đề mà triệt khách để. Triệt để đó, ví dụ như khách muốn cái gì á thì em phải từ từ á em nói em phải như thế nào đó để cho thuyết phục khách hàng của mình. Đúng. Cái đằng này á là em cứ hả cái này em phải thêm, nếu mà làm cái này thì phải thêm tiền rồi này nọ. Đó là chị không thích. Nói thiệt với em nha, làm cái nghề kiến trúc sư này không có dễ dàng đâu nha em. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Minh, người vừa bước ra khỏi hành trình thử thách của chương trình. Tiếp theo sẽ là hành trình kết nối. Xin mời Nguyễn Minh ạ. Chào bạn, xin mời bạn ngồi, chào đón bạn đến với hành trình kết nối ạ. Xin chào chị Lý Hồi Trinh, xin chào anh Việt, xin chào cô Tô Nha. Chào cô Tô Nha. Chào cô Tô Nha. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Trời ơi, chào cái này thì mà đi bảo vệ đồ án anh thì chị sao quá. Anh chị xong cô là làm sao trong khi này, người này nhỏ hơn người này 10 tuổi. Dạ không, tại vì chắc là em cũng là tuổi học trò của cô Tô Nha. Đúng và rồi. Em cũng biết cô rất là lâu rồi. Và thật sự thì mình cũng là một người đi dạy và mình thường xuyên thì xem những cái clip về cô Tô Nha. Đây là mình rất là thân thượng cô ạ. Là cô giáo của bạn đó anh Việt. Rồi. Dạ.
chào như vậy là đúng chuẩn MC rồi, kiểu kiểu đây là cái style của MC rồi, chào chào như vậy thì gọi là đang lo cho những cái buổi mà bảo vệ đồ án giống như anh Việt anh nói. Dạ. Cảm giác sao em sau khi qua một giờ, trạng thái bây giờ thế nào? Thật sự em là một cái người mà mình tự tin vào cái khả năng hoạt ngôn của mình rồi, nhưng mà bước vào những cái thử thách đây em bị rối cô. Thật sự là những cái chị khách hàng làm cho em bị tơi bời luôn, và có những lúc em không biết mình phải xử trí như thế nào. Vậy không nghĩ là cái nghề kiến trúc sư là nó lại gặp nhiều cái khó khăn như vậy, và đôi khi gặp những khách hàng khó tính thì thật sự cũng rất là vất vả. Thực ra khách hàng có khó tính đến độ như trong tiểu phẩm hay không thì lát nữa em sẽ nói chuyện với anh Việt. Có điều là em đã quên một điều quá quan trọng, em quá sơ suất rồi, em đã không lường được tới cái độ này để em hình dung ra tình huống. Rồi bây giờ quay trở lại đối thoại với anh Việt đi, mời đối thoại nghề nghiệp coi là thật đúng sự không? Thì ở đây thì Nguyễn Minh sẽ không bao giờ, khi mà chúng ta hành nghề kiến trúc mà chúng ta gọi là hành nghề một cách chuẩn đó, thì sẽ không có tình huống này xảy ra. Có nghĩa là chúng ta làm máy tôn hay là chúng ta làm máy ngói, thật sự đều được cả. Nhưng mà là cái thảo luận ngay từ ban đầu, ngay từ những cái bức thương thảo ngay từ ban đầu đó, thì chúng ta phải có cái chọn lựa và chúng ta có cái giải pháp cho từng giải pháp. Không có nghĩa là chỉ có làm nhà ngói được, và không có nghĩa chỉ có làm máy tôn được. Có những cái trường hợp là có những gia đình không có nhiều tiền, chẳng hạn như nhà ở vùng lũ chẳng hạn, thì nhiều khi là chúng ta làm nhà máy tôn. Nhưng mà chúng ta làm nhà máy tôn làm sao để thoát nước nhanh, nhưng mà người ở trong đó không bị nóng. Chúng ta cần có cái phải giải pháp chống nóng như thế nào để chúng ta làm nhà máy tôn nhưng mà nó vẫn hợp lý. Đó, rồi còn cái bình thường là chúng ta sẽ là chọn nhà máy ngói, thì chúng ta đó là những cái bước mà chúng ta phải gọi là bàn luận với nhau trước. Để khi lên, nó là một cái quá trình hình thành, cùng kiểm tra, cùng coi. Chứ không có phải là đến khi giao công trình xong kêu không, bây giờ lột cái máy đó ra, tôi đổi cái máy khác. Dạ. Chuyện này là chắc chắn không có trong thực tế. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hồi nãy là cái gạch muốn đổi ở trước nhà, đúng không em? Nó cũng là cái bước mà hồi nãy mà Vi có nói đó. Có nghĩa là cái ngành kiến trúc cũng là cái ngành mà gọi là thảo luận trước, chọn gạch gì. Còn cái này thì lấn sân một chút xíu. Là bản thân Việt thì vì là làm nghề quá lâu, nên Việt hiểu rằng cái quá trình thầu nhận công trình thì nó có hai cái gói. Một cái gói là người ta quy ra theo từng mét vuông của công trình. Ví dụ như là một cái công trình người ta sẽ tính ra là bây giờ khoán cho nhau là một mét vuông như vậy là 10 triệu hay 20 triệu, rồi đổi minh mong bao la, đổi làm sao mà vừa ý thôi, mà dĩ nhiên đổi làm sao để mà còn vui với nhau, để không bị lỗ. Và còn một cái bước thứ hai, đó là dự toán chi tiết. Có nghĩa là dự toán chi tiết là đã báo giá cho từng phần, từng việc. Thì khi mà chúng ta có phát sinh, có nghĩa là cái phát sinh mà của chúng ta thay đổi ngoài cái dự toán đó, thì chủ đầu tư phải đắp tiền vào. Nhưng mà nếu nó nằm trong cái gói, là thông thường có những người họ gọi là không có thời gian nhiều, cái giải pháp là nó sẽ được xảy ra khi gọi là người tổ chức thiết kế thi công là người rất là nổi tiếng, có uy tín. Và thông thường là người ta họ đưa ra những cái sản phẩm đã được đóng đinh, đóng cột, đóng móc cái tên của họ ở đó rồi, được nhiều người gọi là ưu ái chọn lựa. Thế thì gần như là họ lựa lại chủ đầu tư. Và thông thường là chủ đầu tư cái khi mà lựa những cái gói này rồi đó, thì nếu họ có một cái vài chỗ họ không cảm thấy là muốn thay đổi, thì vì là cái lợi nhuận và cái danh tiếng nó đi với nhau mà, nên cái chuyện thay đổi đó nó không là quá khó. Nhưng mà ngược lại là gọi là chúng ta là khi mà ký kết với nhau thì theo cái dự toán chi tiết, nhưng mà chúng ta lại muốn thay đổi theo cái cách mà gói thầu trên mét vuông đó, thì là nó sẽ khó, không thể chấp nhận được. Thành ra là trong từng tình huống nó sẽ có những cái điểm khác biệt nhau. Dạ, riêng em có muốn hỏi anh Lạc Việt về chỗ nào mà em lấn cấn ở trong tình huống vừa rồi không? Dạ, vậy ví dụ như cái trường hợp mà mình đã thống nhất với nhau trên cái hợp đồng rồi, nhưng mà giờ đây thì... Cho anh hỏi lại em, thống nhất trên hợp đồng mà là hợp đồng theo mét vuông hay là hợp đồng gọi là... Theo chi tiết. Khai triển chi tiết cho từng hạng mục. Dạ, vậy bây giờ mình thống nhất trên mét vuông đi. Là tức là mình đã thống nhất... Nếu như mà em theo cái mà thống nhất theo mét vuông, dạ, là chị chủ đầu tư chỉ được quyền nói em thay đổi và em phải thay đổi. Dạ. Là trong trường hợp này là chủ đầu tư đúng, em sai. Mặc dù là mình đã xây nên cái tác xong hết rồi, công trình rồi xong luôn rồi, nhưng mà người ta bắt buộc thay đổi thì mình phải thay đổi luôn hả? Em, tại cái khi mà cái quy định với nhau đó, dạ, là trên mét vuông, và thông thường trên mét vuông có nghĩa là chủ đầu tư cũng có tiền, dạ, và người nhận xây dựng cũng có tiếng.
và thông thường là người ta họ thay đổi cho tốt đẹp hơn. Thế thì đổi chút xíu để nó tốt đẹp hơn cho vui lòng nhau, người ta họ vẫn là. Dạ, cảm ơn. Và cái đó là cái chọn lựa ngay từ ban đầu với nhau. Có nhiều người không có tốt đẹp cái nư vậy đó. Cái nư, cái nết rất kỳ vậy đó. Thì sao? Tại vì cái tiêu chuẩn về cái đẹp thì cái chúng ta phụng sự. Cái đó là do mình nhận cái gói thầu đó rồi. Cái khi anh gọi nó là một cái luật chơi. Mà cái luật chơi chúng ta đã đưa ra thì chúng ta phải theo. Thì ta bạn xui bạn nhận cái hợp đồng này với cái người như vậy thì khi coi như bạn, là khẩu nghề không độ đi ha. Đúng rồi, cái khi mà bạn đã là theo một cái cái gọi là chúng ta làm, chúng ta phải có một cái phương thức thanh toán. Mà cái khi chúng ta đã thống nhất với phương thức thanh toán đó rồi thì lời lỗ chúng ta phải chịu. Chứ chúng ta không có quay ngược trở lại. Vậy thì Minh, theo em nha, bây giờ mình chưa bước chân vô nghề với cái điều mà anh Việt ảnh cảnh báo. Vậy thì bây giờ em nghĩ rằng mình có một cái phương án nào để bảo hộ cho mình trong cái trường hợp mà gặp những cái khách hàng mà không có gì ngoài cái nết không? Vậy thì để bảo hộ em là chắc là em sẽ chọn một cái gói khác giống như anh Việt. Nói chi tiết. Mình sẽ có hai gói khác nhau. Trong ngành kiến trúc đó, nó có một cái câu rất là hay mà mọi anh em hay nói với nhau là chúng ta phải biết từ chối và phải biết ngửi ra cái mùi là chúng ta đang làm việc với ai. Đó, khi em là một người sáng tạo, với cái việc em là một người tạo tác ra một cái sản phẩm cụ thể, nó luôn có những cái đòi hỏi khác nhau về cách làm việc. Em làm kiến trúc em bay tới đâu cũng được hết. Nhưng khi em đã bắt tay vào nhận một công trình thì nó là hợp đồng kinh tế. Mà hợp đồng kinh tế thì phải có phụ lục hợp đồng. Mặc dù trong trường hợp lúc này em ký theo mét vuông đi chăng nữa, nhưng cái mét vuông đó nó luôn được đính kèm với một cái phụ lục hợp đồng là gì? Là bản vẽ chi tiết đã được hai bên ký với nhau ở dưới. Chính xác. Lúc này mà bạn bây giờ chỉ có cái nước thôi. Trong trường hợp này chúng ta nói chuyện với nhau bằng pháp luật. Chúng ta không nói chuyện với nhau bằng độ sáng tạo nữa, bởi vì làm sao có điểm dừng cho độ sáng tạo. Vậy thì lúc này sẽ phải là câu chuyện phụ lục hợp đồng. Ok, là mét vuông đó, nhưng cái mét vuông này nè nó tương ứng với cái bản vẽ này nha, với những hạng mục như thế này nha. Mặc dù lúc này tiền á chúng ta không nhận trên chi tiết, chúng ta nhận trên mét vuông, nhưng tất cả các chi tiết phải được xây dết với nhau bằng một cái phụ lục hợp đồng. Này là phải có kinh nghiệm đúng không anh? Chứ như em mà sinh viên mới ra trường nhận một cái công trình làm mà kiểu mình không chưa thật có. Ra thì để mà mình hình dung thêm thôi, thật sự thì cái công việc mà em đang nhận đó nó là công việc của cái người mà tổ chức gọi là thầu xây dựng thi công. Chứ nó cũng không hẳn là cái công việc của kiến trúc sư. Thành ra là đã làm kiến trúc sư là đã nhức đầu rồi, mà qua mà gọi là tổ chức thi công mà nó ảnh hưởng tới tiền bạc nữa thì nó cần có nhiều cái. Nè, ảnh để giữ được cái chân tâm, cái sơ tâm của người kiến trúc là anh không có nhận làm thầu. Dạ. Thế bây giờ để mình hỏi luôn một cái chủ đề để cả ba chúng ta có thể chia sẻ thật là cởi mở với nhau. Ở trong ngành kiến trúc á, thì cái tính kiên nhẫn quan trọng hơn hay là cái yếu tố sáng tạo phải nhỉnh hơn ạ? Trong ngành kiến trúc nó là một cái quá trình trui rèn. Để mà mình muốn đó là mình phải làm được điều đó được. Nếu khi mình tin rằng cái điều mình mong muốn nó là chân lý và nó mang đến cái điều tốt đẹp cho chủ đầu tư, cho cuộc sống, thì cái chủ đầu tư khi họ thấy cái tâm của mình đó, họ hiểu được cái tâm của mình, họ sẽ chấp nhận. Tại vì không ai mà gọi là được mà lại không nhận một cái nguồn, gọi là một cái nguồn lợi. Mà lợi ở đây nó là phi vật chất nhưng mà nó là vô cùng. Ví dụ như là cái khi mà ta thiết kế một cái nhà tốt thì khi cúp điện nhưng mà gió vẫn mát, khung cảnh vẫn xanh tươi, chúng ta ở đó thì ánh sáng tràn ngập, không tốn tiền điện, vân vân nhiều cái. Và trong cái quá trình hành nghề kiến trúc thì nếu chúng ta tin rằng cái điều chúng ta đưa ra nó là tốt đẹp, bằng mọi giá chúng ta phải thuyết phục. Chúng ta hành nghề chuyên nghiệp thì chúng ta phải biết chọn lựa những cái khách hàng, những cái chủ đầu tư chuyên nghiệp. Chủ đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta mới được lợi nhiều nhất. Và rất là may mắn là trong cái quá trình việc hành nghề đó thì thật sự là có nhiều chủ đầu tư họ nói rằng là nhiệm vụ của tôi là kiếm tiền và nhiệm vụ của anh là tạo ra một cái không gian để mà tôi ở trong đó tôi được hạnh phúc nhất, tôi tin tưởng anh. Và có những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời luôn. Thật sự là cái hồi đó là Việt đã từng gặp những chủ đầu tư của Việt là những người phụ nữ bán cá ở trong chợ. Và cái nhà của người ta là chỉ có là 5m với 7m rưỡi thôi. Cái công trình này thật sự là đã được đăng lên tạp chí rồi, cũng là lên các cái chương trình truyền hình về kiến trúc rồi. Và cái lời mà cái người phụ nữ chủ đầu tư họ nói với Việt đó làm việc rất là quý, đó là cô nói rằng là bây giờ là chị không có tưởng tượng ra được là em cho chị cái gì. Và rõ ràng là bây giờ là cái này thì nó ngoài cái sức tưởng tượng của chị luôn rồi.
và chị rất là hạnh phúc với nó. Và thông thường thì mặc dù là vì không có biết gọi là làm bếp núc, nhưng mà lâu lâu những cái ngày mà gần Tết đó thì cái người chủ đầu tư đó thành ra là một cái người mà cung cấp lương thực cho mình, thành ra mình là một cái người bạn. Và vì nghĩ rằng là nhiều khi cái hạnh phúc đó, nó là cái sự được tôn trọng nhau. Hạnh phúc ở đây là đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Tiền nó chỉ là một phần thôi, mà vì nghĩ rằng là cái phần này không phải là quá lớn. Tại vì đừng có thiếu tiền tới nỗi nước túng quẫn, nhưng mà nếu mà chúng ta vừa đủ và được tôn trọng thì đó, và thì lúc đó là tâm hồn chúng ta mới bay đi được. Và chúng ta mới có thể hành nghề, hành gọi là sống với nghề một cách lâu dài được. Minh, nếu như là em thì em chọn kiên nhẫn hay sáng tạo? Bản thân của em là một người trẻ thì em rất là sáng tạo và em rất là thích trải nghiệm những cái mới, nên là chắc cái sự kiên nhẫn thì em hơi bị thiếu một xíu so với cái nghề của kiến trúc sư chị. Có nghĩa là em sẽ quyết định là mình sẽ chọn sáng tạo, mình sẽ theo đuổi sáng tạo. Đó là lý do tại sao em nhận em trẻ đó. Mà đối với nghề nghiệp thiếu cái gì thì phải bồi cái đó. Và anh Việt đã nói với góc độ của một cái người làm nghề. Em đang nói với góc độ của một người quan sát nghề. Chị sẽ nói về cái câu chuyện là chị đã nói gì với sinh viên kiến trúc. Đó là khi các bạn trẻ, các bạn chọn kiên nhẫn đi. Tại sao? Tại vì bạn chưa có đủ lực mà. Bạn chưa có đủ lực thì bạn phải kiên nhẫn để bạn nghe, bạn học. Và bạn cũng phải chấp nhận, tại vì lúc này bạn kèo dưới. Tại sao bạn phải kiên nhẫn? Bởi vì đơn giản là bạn kèo dưới. Bạn kèo dưới thì lúc này là lúc nhà đầu tư chọn bạn, chứ bạn không được chọn nhà đầu tư. Tại bạn chưa ai biết bạn là ai, và thậm chí là bạn còn phải đi theo chủ đầu tư lúc này. Chủ đầu tư đoạn này là đoạn là đúng là những anh thầu thi công á. Còn cái dạng chủ đầu tư thứ hai là cái người hưởng thụ cái công trình đó, là cái người chủ nhà. Thì thực ra đối với người kiến trúc sư chúng ta có tới hai chủ đầu tư. Thì bạn sẽ phải làm việc ekip, bạn sẽ phải là một thành phần trong một cái đội của một cái chủ đầu tư thi công, để bạn được cùng với họ định danh về cái sức sáng tạo của bạn. Rồi khi mà bạn có tấm có món rồi, khi bạn biết mình là ai rồi, khi bạn đã trải qua 5 năm học kiến trúc, thêm 5 năm trải nghiệm, thêm rất nhiều thời gian để được đứng tên cùng với những cái anh chị khác trong giới, và bạn tin rằng là mình đã mọc cánh rồi, mình bay được rồi, thì bây giờ bạn theo sáng tạo đi. Tôi sẽ bảo vệ đến cùng những cái ý tưởng mà tôi muốn làm. Bởi vì sao? Lúc này bạn lớn. Bạn lớn, bạn biết mình là ai, bạn tự tin. Và đoạn này đoạn là bạn có thể deal với cuộc đời được nè. Nhưng mà lúc mà bạn chưa có gì thì bây giờ bạn lấy gì ra bạn chơi với người ta? Vậy thì kiên nhẫn, đoạn này là phải kiên nhẫn để ok, đôi khi mình sẽ phải lùi một bước để mình tiếp nhận ý kiến. Và đó cũng là cái bước học việc. Có những lúc chúng ta còn trẻ, chúng ta thật sự là ngựa non háu đá. Thật sự có những cái điều mình biết một mà mình chưa biết hai. Thành ra là biết như thế nào là đủ, trải nghiệm như thế nào là đủ. Và với cái ngành kiến trúc thì cái trải nghiệm đó nó cần gọi là cái tính ở đây, gọi là cái tính mà chịu trách nhiệm ở đây là trách nhiệm cái thứ nhất là an toàn, cái thứ hai là tiền bạc, để mà giữ được cái năng lượng của mình. Đó, thành ra là cái ngành kiến trúc là cái ngành mà gọi là cuối cùng là làm sao mà chúng ta khi mà đi qua giông gió và còn giữ lại được lửa. Chứ sợ rằng là khi mà chúng ta không giữ được lửa đó thì đến một cái tuổi nào đó rồi thì chúng ta sẽ không thích làm thiết kế nữa, chúng ta chỉ thích làm nhà thầu thôi, vì ở đó là cái lợi nhuận nó chúng ta thấy rất là rõ. Thôi bây giờ tóm lại nè, bây giờ muốn giữ lửa thì phải có lửa đã. Giờ sau khi qua một giờ rồi nãy giờ ngồi nói chuyện, em có còn ý định tham gia nghề kiến trúc nữa không? Cái này để chắc em phải suy nghĩ lại. Điều gì ở trong bản thân em mà em đối chiếu với tất cả những cái thông tin nãy giờ mà em cảm thấy là mình bắt đầu lo âu rồi, mình bắt đầu nghĩ lại rồi, lý do? Giờ thật ra thì em bị thiếu một xíu kiên nhẫn. Với bản thân của mình nhận thấy là mình thiếu kiên nhẫn. Mình là một người thích trải nghiệm, mình thích đi. Nên là trước khi mà em bắt đầu công việc bây giờ em đang làm thì em đang học ngành hướng dẫn viên du lịch. Là một người thích trải nghiệm, thích đi. Mình thiếu cái sự kiên nhẫn. Và bây giờ thì cảm thấy là cái nghề kiến trúc sư thì nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là nhiều. Và sẵn đây thì anh Việt cho em hỏi là có nhiều bạn lớp 12 hỏi em á là thầy ơi, để mà học kiến trúc sư thì bắt buộc em phải vẽ đẹp, nhưng mà bây giờ em vẽ không đẹp thì em có thể học được ngành này hay không? Ngành kiến trúc đó là cái ngành sáng tạo. Và sáng tạo về không gian. Thành ra là vì nghĩ rằng á là có thể là bạn không phải là người khéo tay, không phải là người thêu thùa đẹp, nhưng mà ít ra là bạn có cái hình dung về không gian tốt. Và cái điều mà hình dung về không gian đó nó thể hiện rất là rõ qua cái môn gọi là hình học. Thành ra là thông thường nếu chúng ta thích không gian, chúng ta thích những bài toán hình học, chúng ta thích những cái hình ảnh giao khối, chúng ta thích cái sự khám phá, thì chúng ta nên học trường kiến trúc sẽ rất là hạnh phúc. Tại vì chúng ta tha hồ
mà giải 1000 bài toán không gian ở đó. Đơn thuần kiến trúc nó chính xác là những bài toán không gian cộng với gọi là cái tính nghệ thuật ở trong đó. Mà tính nghệ thuật ở trong đó thì thông thường thì kiến trúc sư thì chỉ cần biết thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ là phối hợp với lại các cái người mà thiết kế nội thất đó để mà tạo ra phong cách này nọ vân vân, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không biết. Có nghĩa là một người kiến trúc sư thì nên là một cái người giống như là nhạc trưởng đó, phải có gu, có thể là không biết tất cả nhưng mà phải hiểu hiểu A B C bờ cờ gì đó, khi để mà khi chúng ta nối lại thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đó. Đầu tiên là cho người đó ở, và cái sản phẩm nó rộng ra hơn là nó sẽ phản ánh được cái bề mặt của một cái xã hội, nó chứng tỏ cái xã hội đó có phát triển hay không, cái xã hội đó có nhân văn hay không. Ngoài ra là nó có thể nó tạo ra một cái bộ mặt mà nó mang tính văn hóa, nhân văn cho mình, cho xã hội và cho sự phong phú trong tâm hồn, cho cuộc sống của toàn bộ loài người của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đã sống với kiến trúc từ khi chúng ta sinh ra, cái nhà chúng ta ở, cái xóm mà chúng ta trưởng thành, trường học mà chúng ta đã đi theo từ suốt tiểu học, trung học, trung học phổ thông cho đến đại học, và rất là nhiều những cái cảnh quan tươi đẹp của thế giới mà chúng ta đã đi du lịch đều là kiến trúc cả. Và như là kiến trúc sư Lạc Việt cũng như chị Tô Nhi A đã chia sẻ, đây không chỉ là câu chuyện của người thợ xây nhà, những con kiến trong cùng một cái tổ, mà ở đây còn là giấc mộng của việc thay đổi bộ mặt cảnh quan của đất nước. Mà chính bạn Nguyễn Minh, một người thợ Tây Mơ, đã bước vào và thấy được những sự bối rối của mình. Nhưng trên tin rằng là bằng trái tim, bằng sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và sự cầu tiến không ngừng, chúng ta sẽ luôn luôn có những kiến trúc sư tài năng, đầy tâm huyết. Và khi nói về nghề, dù đã 50 năm trôi qua thì anh ấy vẫn luôn nhiệt huyết như ngày 20 thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chị Tô Nhi A sẽ nói gì với tất cả các bạn trẻ đang theo đuổi ngành nghề này với một ước mơ cháy bỏng là mình sẽ là một người nhiều tiền, giàu có, được nhiều người biết đến và một người sáng tạo bay bổng? Quên tiền đi khi bạn theo đuổi tất cả các nghề nghiệp. Bởi vì bạn phải hiểu rằng tiền nó là thành tựu lao động, và chúng ta chỉ có tiền dựa trên cái chúng ta đã tạo ra. Bạn theo đuổi bất cứ nghề nào cũng vậy. Và nếu như chúng ta là khán giả của Một Giờ Hoán Đổi thì mùa 1 và bây giờ là mùa 2 thì chúng ta đã thấy là chúng ta được giới thiệu rất là nhiều nghề rồi. Và bạn nhìn đi, có cái nghề nào đối tượng chính làm việc là tiền đâu? Ngay cả cái bạn kế toán và kiểm toán là ngồi tính tiền đó, nhưng cái đối tượng lao động chính của các bạn ấy là những cái phép toán thuộc về thống kê. Như vậy thì ở đây hãy quên tiền đi, mà cái bạn cần nhớ đó là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là quy định nghề nghiệp, là những cái ràng buộc, những cái tố chất mà cái nghề đó nó đòi hỏi người lao động phải có. Ví dụ với nghề kiến trúc ngày hôm nay, bạn phải rất lý tính để xuất phát từ thực tế. Bạn không thể xây một cái công trình trên sông mà bạn không hề biết cái sông là cái gì. Như vậy thì hãy bắt đầu từ những cái điều đó, và buộc phải có tố chất sáng tạo để bạn được tạo tác ra những cái công trình mới. Và nếu như mà bạn làm việc hiệu quả, tiền theo đó mà chảy về. Và tiền được trả dựa trên công lao động, cho nên cuối cùng tiền không phải là đối tượng lao động. Tiền là thành tựu đo đếm cái kết quả lao động của bạn. Vậy thì nếu như bạn không có năng lực thì kết quả bạn thấp, và tiền theo đó sẽ ít, dù bạn theo bất cứ ngành nào. Dạ, cảm ơn chị Tô Nha rất nhiều về những lời khuyên hữu ích trong ngày hôm nay, và một câu chuyện đầy nhiệt huyết của kiến trúc sư Lạc Việt. Và tất nhiên cũng không quên được Minh, bởi vì bạn đã hết mình lăn xả vào thử thách này. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình Một Giờ Hoán Đổi, chúng tôi với một lượng thông tin vừa đủ, hy vọng rằng là các bạn sẽ mở lòng hơn với ngành kiến trúc, và đặc biệt sẽ có nhiều nhiệt huyết hơn để tham gia vào trường kiến trúc. Và biết đâu sau này chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những niềm tự hào của Việt Nam. Và thưa quý vị, chương trình Một Giờ Hoán Đổi xin khép lại tại đây với khung giờ quen thuộc. Hẹn quý vị tuần sau vào lúc 22 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Biên thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng vali, túi sách ba lô cao cấp Sacos đã tài trợ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi, và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà nhận lời tham gia chương trình để Hoán có thể biến đổi thành một cái anh kiến trúc sư. Và thật sự khi mà mình tham gia chương trình, được trải qua những cái thử thách của những diễn viên, thì có những lúc mình bị đơ và có những lúc là mình cũng không biết xử lý tình huống đó như thế nào. Nhưng mà trải qua rồi thì mình sẽ cố gắng bình tĩnh để giải quyết nó. Và qua đó thì mình hiểu được rằng là bất kỳ một cái ngành nghề nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn của nó. Và khi mà mình hóa thân thành một anh kiến trúc sư thì thật sự có rất là nhiều khó khăn để mà mình có thể hiểu nghề hơn.
gặp những cái vị khách giống như là những cái vị khách mời của mình thì thật sự rất là khó xử trí, và mình cũng đã cố gắng bình tĩnh để có thể giải quyết được. Và đó chỉ là những cái tình huống rất là ít trong cái hành trình mà làm nghề của nhân kiến trúc sư mà thôi. Qua đó thì mình hiểu hơn về bất kỳ mỗi công việc nào nó cũng sẽ có khó khăn. Và cảm ơn chương trình vì đã cho mình những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy.